Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thùy Nguyễn. Trong clip này em xin giới thiệu đến các bác một sản phẩm đồng hồ đeo tay size nam có mã số 244. Đồng hồ thụy sĩ đến từ thương hiệu Sequat. Size của đồng hồ là 42, cả núm chưa tính núm là size 40. Ngoại hình còn đẹp xuất sắc như vậy. Thương hiệu Sequat đã quá quen thuộc đối với các bác yêu thích đồng hồ thụy sĩ, là một trong những hãng đồng hồ đầu tiên được du nhập vào Việt Nam của mình. Đây là dòng đồng hồ Sequat Irani, tức là dòng đồng hồ thể thao. Phía trong mặt đồng hồ sẽ có 3 cái đồng hồ nhỏ, tổng cộng đồng hồ này chạy 3 mặt đồng hồ, 6 kim. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao hoạt động hoàn hảo, bao bộ máy chữ xịn thụy sĩ cho các bác sử dụng. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ. Em bao luôn phí ship tận nơi, khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Mẫu đồng hồ này đang bán trên trang eBay tầm 4-5 triệu, nhưng do em đấu với giá rất là tốt nên em bán giá rất là mềm cho các bác sử dụng. Giá bán chỉ có 1.500.000, các bác chuyển khoản đủ, em bao ship tận nơi cho mình. Và bây giờ em sẽ quay ngoại hình của đồng hồ này cho các bác tham khảo. Tất cả đều nguyên bản, nguyên zin, còn mới đẹp xuất sắc như vậy, chạy hoàn hảo các chức năng. Đồng hồ sử dụng pin. Trong mặt đồng hồ có 3 cái đồng hồ nhỏ, tổng cộng đồng hồ này chạy 3 mặt đồng hồ, 6 kim. Ngay vị trí 4 giờ là lịch của đồng hồ, kim giờ, kim phút và xung quanh cọc số tất cả đều dạ quang, ban đêm nó sáng rực, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ. Ngoại hình còn đẹp xuất sắc như vậy. Vỏ của đồng hồ bằng thép không rỉ, rất là bền và sáng đẹp theo năm tháng. Cái vỏ đồng hồ nó đúc nguyên khối như vậy, độ chống nước rất là cao. Dây da zin theo đồng hồ, ngay chốt khóa của đồng hồ có khắc thương hiệu Sequat. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Đây là dòng đồng hồ thể thao Sequat Irony. Em bao bộ máy chữ xịn thụy sĩ Quick Match cho các bác sử dụng.